Chào các bạn, tôi là Trần Đức Thuận. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cuộc sống của anh ta. Hôm nay Thuận sẽ đề cập tới một cái vấn đề, một cái chủ đề khá là lý thú và khá là gần gũi với cuộc sống chúng ta. Đó là cái chủ đề cách cho vay tiền không bị quỵt. Đó. Cái việc mà vay tiền, cho vay tiền là một cái hoạt động diễn ra cái gì gần như là suốt cuộc đời của chúng ta. Ai cũng đã từng trải qua lúc cần vay tiền hoặc là bị cái người ta vay tiền của mình đó. Vậy thì nó có cái việc này, nó có rất là nhiều góc cạnh, khía cạnh. Nay Thuận muốn bàn tới một cái, chia sẻ một cái vấn đề đó, làm sao không bị quỵt, để đừng rơi vào tình trạng là có tiền cho mượn mất công đi đòi, hoặc là bị mất tiền luôn đó. Thưa quý vị, cho vay tiền là một giao dịch hết sức quen thuộc trong đời sống xã hội. Thế nhưng đây cũng là một cái giao dịch ẩn chứa nhiều cái rủi ro, do bên vay, bên có nhu cầu vay họ cố tình chây ì không trả nợ, và bên vay thì ngậm ngùi mất trắng số tiền cho vay hoặc khổ sở để đòi lại số tiền đó. Và mà hiện tại á, pháp luật Việt Nam hiện hành của mình á thì chưa có quy định riêng về cái hợp đồng vay tiền, nên các giao dịch này á, cái giao dịch vay tiền này nè, nó được áp dụng theo cái quy định về giao dịch vay tài sản được quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 đó, luật hiện hành. Cụ thể tại điều 463 đó, thì Bộ luật Dân sự 2015 này đó quy định hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Bên cho vay giao tài sản cho bên vay, khi đến hạn phải trả, bên vay phải hoàn trả lại tài sản đúng theo số lượng, chất lượng, và phải trả lại nếu có theo thỏa thuận hoặc là pháp luật có quy định đó. Nhưng mà trong thực tế, các bên thường sử dụng cái sự quen biết, cái chuyện vay tiền á, thì các bên thường sử dụng sự quen biết, tin tưởng lẫn nhau để cho vay tiền. Nhưng khi bên vay không trả, bên cho vay rất khó có thể để đòi lại số tiền đó. Đó, vì rõ ràng xuất phát từ niềm tin, tin tưởng lẫn nhau, đúng không? Rồi cái bên mà vay á, thì thời điểm họ vay, họ cần vay á, thì họ khóc lóc kể lể, ỉ ôi năn nỉ, thì cái bên cho vay họ động lòng đó, họ bị lợi dụng. Vì vậy, để cái người cho vay á tránh rơi vào cái tình trạng là bị quỵt tiền mà lại phải ngậm đắng nuốt cay, thì có một số vấn đề cần lưu ý khi chúng ta cho vay tiền như sau nè. Cái bên cho vay nhất định phải làm cái giấy cho vay tiền, phải viết giấy, viết cái hợp đồng đó, là tức là khi cho vay tiền, nhất là với số tiền lớn á, là nên, nhưng mà tôi khuyến khích cứ cho vay là cứ làm giấy, lớn nhỏ gì thì có giấy tờ thì nó dễ tính toán. Nên làm giấy cho vay đó. Giấy cho vay được xem như là một cái hợp đồng vay tiền nhằm ràng buộc trách nhiệm của hai bên. Hợp đồng vay tiền cần có nội dung rõ ràng về thông tin của bên cho vay hoặc và bên vay và bên cho vay, số tiền vay, lãi suất, thời hạn phải trả, vân vân vân, và có đầy đủ chữ ký của hai bên. Để hợp đồng vay tiền có hiệu lực pháp lý, các bên phải đáp ứng các điều kiện như có năng lực pháp luật dân sự phù hợp, hoàn toàn tự nguyện thực hiện giao dịch này, giao dịch cho vay, mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm cái điều pháp luật cấm, không trái đạo đức xã hội, lãi suất cho vay thì đặc biệt là không quá 20% của năm đó nha, 20% của năm. Thì tôi giải thích cái phần thế này nè, có năng lực hành vi dân sự có nghĩa là đủ 18 tuổi, rồi bị không bị tâm thần, không bị bệnh thiểu năng, vân vân. Rồi mục đích cho vay là không vi phạm điều cấm pháp luật, ví dụ là vay để làm cái gì đó,
xây nhà, sửa nhà chứ không phải là vay để đi buôn lậu, đi mua bán hàng cấm, vay để đi cờ bạc, đó. Rồi vân vân. Rồi cái điều quan trọng nữa là cái việc chúng ta nên công chứng chứng thực cái hợp đồng vay. Pháp luật rõ ràng, pháp luật hiện tại của chúng ta là không yêu cầu cái hợp đồng cho vay phải, thứ nhất là không yêu cầu cái hợp đồng cho vay phải được đánh máy nè. Do đó hai bên á có thể viết giấy, có thể viết vay cái giấy vay bằng bằng tay đó, một hai bên nào viết cũng được, viết bằng tay hoặc người thứ ba, người làm chứng viết cũng được đó. Rồi pháp luật cũng không có yêu cầu hợp đồng vay tiền đó phải được công chứng chứng thực. Nhưng các bạn nhớ nè, việc công chứng chứng thực sẽ giúp cho bên vay, giúp cho cái bên cho vay, bên cho vay giúp cái bên cho vay dễ dàng chứng minh cho cái việc cho vay trước tòa án nếu phải khởi kiện ra tòa cho bên vay không trả tiền. Nghe nghe kỹ đoạn này nha, cái việc lập hợp đồng cho vay này nè, nó có lợi cho cái bên cho vay, cái bên mà sẽ bị mất tiền nếu mâu thuẫn xảy ra đó. Đó, nếu mà phải đi thưa kiện, mình chứng minh được cái việc là mình có cho vay tiền. Rồi một lời khuyên riêng của tôi chân thành đó là cái khi chuyển dịch số tiền cho vay á, tức là để tránh cái sự cáo già của bên vay á, là họ nói sẽ có lý lẽ, họ nói thế này nè, đúng cái hợp đồng cho vay đó là tôi với bên đó có ký với nhau ngay từ thời điểm ký với nhau, nhưng mà ký xong bên đó đâu có đưa tiền cho tôi đâu. Nè, sẽ có tình huống đó đó các bạn ạ. Họ cãi chày cãi cối. Vì vậy khi ký hợp đồng xong giao tiền cho nhau thì nên giao bằng chuyển khoản tài khoản ngân hàng, qua ngân hàng, và cái nội dung chuyển tiền ghi rõ là tôi cho ông đó vay tiền đó, theo cái hợp đồng ký ngày nào vay tiền. Hoặc là nếu chuyển tiền, nếu đưa tiền mặt cho nhau á, thì có người làm chứng và cái người nhận tiền phải ghi rõ là tôi đã nhận đủ số tiền vào ngày nào, ký vô đó. Đó rồi, nếu rủi ro xảy ra là khi chúng ta phải buộc phải thưa kiện tranh chấp tại tòa án thì bên cho vay, cái bên mất tiền á, nên nhớ thế này nè, những yếu tố này là phải nắm rõ thủ tục khởi kiện đòi nợ tại tòa án nó bao gồm gì. Tức là khi đã làm giấy vay tiền thì nghĩa là bên vay, nghĩa là bên cho vay đã nắm trong tay căn cứ để có làm, để có thể làm thủ tục khởi kiện đòi nợ tại tòa án trong trường hợp bên vay cố tình không trả. Đó, quay lại ha, tức là khi vay tiền mà ta đã, khi cho vay tiền á, chúng ta đã làm cái giấy hợp đồng vay tiền rồi á, thì đó là cái cán, chúng ta đang nằm cán, chúng ta có thể khởi kiện ra tòa, nó an toàn. Dù sao nữa cũng gọi là an toàn. Đó. Thì căn cứ theo Bộ luật Dân sự năm Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Đó, hồ sơ, các bạn nghe kỹ nè, hồ sơ khởi kiện đòi nợ bao gồm các loại giấy tờ như sau. Đơn khởi kiện, cái đơn này thì nó theo mẫu, các bạn có thể lên Google để tải cái đơn, cái mẫu này về, hoặc là liên hệ với tòa án để xin để mua. Hai là cái giấy vay nợ là hợp đồng vay nợ đó. Đó, giấy tờ chứng minh nhân thân của người khởi kiện, vân vân. Rồi gồm cái vân vân là ở đây có thể là sao kê tài khoản, hoặc là chứng từ chuyển tiền, hoặc là cái giấy xác nhận của người làm chứng về việc giao nhận tiền, có sự vay mượn, vân vân. Hoặc là các giấy khất nợ, vân vân. Đó, tòa án nhân dân cấp huyện nơi người vay nợ cư trú có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Các bạn nghe kỹ nha, tòa án nhân dân cấp huyện là quận huyện á, nơi người vay nợ cư trú, có nghĩa là con nợ đó, nơi con nợ cư trú có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Thời hiệu khởi kiện đòi nợ là 3 năm. Khá là quan trọng thế này nha, thời hiệu khởi kiện đòi nợ là 3 năm theo điều 429 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Dân sự 2015. Thời hiệu khởi kiện là sao? Tức là khi bạn cho một người nào đó vay nợ với thời hạn là cuối năm 2018 trả, nhưng đến cuối năm 2018 họ không trả, họ vi phạm cái thỏa thuận đó, thì phải
đúng trong thời hạn cuối năm 2019, 20, 21, có nghĩa trong thời hạn 3 năm sau thì sau cuối năm 2018 nè, các bạn phải thực hiện việc khởi kiện để đòi bảo vệ quyền lợi cho mình. Nếu các bạn không thực hiện việc khởi kiện trong lần đầu tiên khởi kiện á, trong vòng 3 năm này thì các bạn mất quyền khởi kiện và pháp luật từ chối bảo vệ quyền lợi cho các bạn, cho các chủ nợ. Đó. Chào các bạn, nếu các bạn có thắc mắc gì hoặc có ý kiến gì cần trao đổi thêm về phần vay cho vay này á, thì có thể để lại comment bên dưới để Thuận có thể giải đáp. Rồi, hẹn các bạn trong lần gặp tiếp theo, Thuận sẽ giải đáp rồi trao đổi thêm về cái việc mà chủ nợ sẽ làm thế nào để đòi các khoản nợ mà không có giấy tờ, có nghĩa là mượn bằng miệng á, tin tưởng nhau, các khoản nợ không có giấy tờ. Nếu thấy hay, các bạn hãy đăng ký kênh của mình và chia sẻ, like, chia sẻ cho người khác để họ biết thêm những kiến thức. Chào các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều.